sợ mất ngôi vương, Toyota chơi lớn trang bị Safety Sense cho Vios 2021. Toyota Vios 2021 vừa được ra mắt tại Malaysia, đáng chú ý mẫu sedan ăn khách này đã được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense TSS. Malaysia là thị trường đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á mà hãng xe Nhật Bản giới thiệu Vios mới. Xe bán ra tại Malaysia với 3 phiên bản G, E và G. Mức giá tương ứng cho các model Vios mới là 75.701 ringgit khoảng 420 triệu đồng, 85.674 ringgit hơn 470 triệu và 89.232 ringgit, 500 triệu đồng. Hãng xe Nhật Bản đã bắt đầu nhận đặt hàng cho Vios phiên bản nâng cấp. Toyota vẫn trang bị cho Vios động cơ 4 xi lanh 1.5 lít, sản sinh công suất 107 mã lực và moment xoắn 140 Nm. Tại Malaysia, các model Vios sử dụng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Các chi tiết được làm mới bao gồm có đèn chiếu sáng, đèn định vị LED, lưới tản nhiệt hình thang ngược, cản trước và hốc đèn sương mù. Đèn chiếu sáng LED là trang bị tiêu chuẩn của Vios 2020. Kiểu dáng ở phía sau không có thay đổi nào đáng kể so với phiên bản cũ. Các chi tiết bổ sung gồm ốp cản trước sau, nẹp hông và cánh lướt gió ở đuôi xe. Khoang lái của Vios 2021 vẫn được giữ nguyên thiết kế. Nâng cấp chính nằm ở hệ thống an toàn chủ động TSS với chức năng phòng ngừa va chạm PCS, phanh tự động và cảnh báo lệch làn. Ngoài ra, mẫu sedan hạng B của Toyota còn có cụm camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và bảy túi khí.